phẩm Cái Tết của Mèo Con, tác giả Nguyễn Đình Thi, nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Phần 2. Đêm đầu tiên trong bếp. Cả nhà đã ngủ say. Bếp thì tối om, có hai chấm sáng xanh lè, để là hai mắt của chú Miêu. Chú ta ngoeo ngoeo mãi đã mệt, bây giờ nằm im, nghe ngóng. Trong bóng tối, bỗng ngân lên một tiếng bùng bon. Bác nồi đồng nằm bên cạnh chạm bếp, ồm ồm hỏi: Ai đấy? Mèo con sợ quá, đứng thót lên xù lông và phì một tiếng. Bác nội đồng to người nhưng nhát. Bác cũng hoảng hồn kêu lên: Ái ái, kìa chú làm gì thế? Bùng bong, tôi vừa mới chào chú mà chú đã làm dữ. Có tiếng xoẹt xoẹt. Đấy là chị Chổi đứng ở góc bếp, đang rủ ra cười. Xoẹt xoẹt. Úi trời ơi, tôi chết cười mất. To đầu định bắt nạt trẻ con, ai ngờ hóa ra bị một mẻ mất hồn. Bác nội đồng hậm hực: Thôi khéo chị, cứ cười đi, rồi chốc nữa tôi mách cho ông chuột cống, ông ấy nhai cho nát ra mới biết thân. Chị Chổi nghe nói đến chuột cống thì im thinh thích. Mèo con hỏi: Chuột cống là đứa nào mà ác thế? Thôi thôi thôi, chú đừng có hỏi nữa, một lúc nữa thì khắc biết. Rồi chị Chổi thở dài, không nói gì nữa. Cả gian bếp im phăng phắc. Mèo con nằm hồi hộp, không ngủ được. Gần nửa đêm, bỗng chung quanh bếp rúc rích hết cả. Mèo con nhổm dậy, mắt càng xanh lè. 9-10 thằng chuột nhắt ở đâu chui qua cái lỗ thủng ở chân vách, rồi chạy túa vào. Ôi ôi, eo ôi, có mèo. Một con chuột nhắt ngã lăn đùng ra, kêu choe choét. Chít, chít. Hừ, cái thằng mèo nhép ấy mà nó lại bị buộc dây thế kia thì sợ gì? Một con chuột già bảo thế, rồi nó chùi mấy sợi ria, hai mắt như hai hộp đổ đen nhìn mèo con chế giễu. Tí nữa rồi chú mày sẽ biết tay ông chuột cống. Khà khà. Vừa lúc ấy, xông lên một cái mùi hôi nồng nặc. Cổ họng chú mèo con cứ xích lại, không kêu được nữa. Từ cái lỗ ở chân vách chui vào một con vật đen xì lù lù bằng cái bắp chuối. Mõm thì nhọn hoắt, đuôi dài, lông ướt ròng ròng nước cống. Nó trợn mắt, nhè những chiếc răng nhọn, cười mũi. Khịt khịt, đứa nào nhắc đến ta đấy? À ha, lại có chú mèo nhép ở đâu mới về thế này? Có đủ một miếng cho ta không? Miêu con lùi mãi vào sát vách, bốn chân chú cứ rung cả lên. Chuột cống bò đến gần, nó nghếch cái mõm cười ngất. Chú mình sắp tè dầm rồi hay sao thế? Thôi, biết điều thì đứng yên đấy, ta thà chết. Hí mà ngó ngoại, ta chỉ đớp một răng là mày ngoẻo không kịp ngáp. Chuột cống chùi bộ sâu và gọi đám bộ hạ. Kìa, chúng bay đâu? Xem cái thằng nội đồng hôm nay có gì chén được không?
Lũ chuột bò lên chạn và leo lên bát nồi đồng. Năm sáu thằng xúm lại, hút cái mõm vào, cố mãi mới lật được cái dung nồi ra. Ha ha, cơm nguội, lại có một bát cá kho, cá rô kho khế, vừa dừ vừa thơm. Chít chít, anh em ơi, lại đây đánh chén đi thôi. Bát nồi đồng rung như cày sấy. Bùng bon. Ái ái, lại các cậu, các ông, ăn thì ăn, nhưng đừng có đánh đổ tôi xuống đất. Cái chạng cao thế này, tôi mà ngã xuống, không dở thì cũng bẹp chết mất. Cả đám chuột đánh chén no nê. Chuột cống bụng căng lên, vừa ôm bụng, vừa khịch khịch đến bên chị chổi và nó quát. Cái con này, sao thấy mổ mà dám đứng chống nẹ đứng đấy hả? Mày láo thật. Chuột cống cắn luôn chị chổi, giật ngã xuống, rồi vừa nhai chị, vừa kéo đi sền sệt. Chị chổi vừa kêu vừa rủa. Tao có làm gì mày mà mày nhai tao hỏi chuột cống kia? Mày ác thế thì có ngày mày phải tội với trời. Hì hì, khịt khịt. Rồi nào mà tớ chẳng biết, hẳn cho đàn ấy tắm nước cống chơi cái đã. Thế rồi chuột cống tha chị chổi đến tận cái rãnh bẩn sau bếp, dìm chị xuống đấy, rồi mặc cho chị kêu, nó lại vào bếp.